Đây nha các bạn, đây mình gặp một cái cây, một cái búi ngũ gia bì gai này. Cái búi này là búi ngũ gia bì gai hay là cái cây nhục thung dung nam đây. Để nó nèo loang hoàng kia các bạn này. Búi này rất là lâu năm này, mình không biết là bao nhiêu năm tuổi rồi. Đây, nó cây nó rất là nhiều gai đây. Đây, dây nó leo rất là nâu nhiều rồi. Đây, đây một búi nữa các bạn ơi. Đây nó sống ở những cái chỗ ẩm thấp kiểu này đây. Đây, rất nhiều cái dây nó đang neo lên đây. Đây nha các bạn, đây chính là cái lá của nó đây. Ngũ gia bì đây, đôi 4, 5, 5 là ngũ hả? Ngũ gia bì gai. Cây này có thể lên đến 7 lá nha các bạn. Nhưng đa số là từ 3 đến 5 lá. Chủ yếu là 5 lá. Tôi gọi là ngũ gia bì gai. Hoặc là nhục thung dung nam. Hoặc là cây củ trâu. Mình đã gặp cái mống này rất là may mắn. Gặp cái mống này rất là to đó các bạn. Đây nha các bạn, đây củ nó đây các bạn này, mống này là khá to, khá lâu năm rồi, rất nhiều củ đây, đến vài kg củ. Đây là cái cây này rất là quý hiếm ở trong rừng rồi các bạn ạ, không còn gặp nhiều nữa. Đây, đây là cái loại này nó đỏ đây các bạn, loại đỏ đây. Loại đỏ này tốt hơn loại trắng nha các bạn, nó có hai loại trắng thì củ to hơn, loại đỏ thì củ nhỏ. Công dụng dược tính của cái cây ngũ gia bì gai này hay là nhục thung dung hay là cái cây củ trâu này, cây loại đỏ này sẽ tốt hơn. Cây này đây nó sống ở chỗ bờ khe và suối ẩm thấp này. Đây. Đây nó mọc đây. Củ nó chia ra cái mương này, cái khe đây. Cây này nó có cái tác dụng rất tốt ở trong cái bài thuốc điều trị cái bệnh gọi là thuốc bổ, nó cái bệnh thoái hóa xương khớp, nó đi thẳng vào thận, gan thận này, giúp cho bổ thận tráng dương. Cây này có tác dụng vừa bổ thận âm vừa bổ thận dương, nam nữ đều dùng được các bạn. Bóng này rất là to các bạn. Nó nằm khắp ở bên kia nữa. Đây, mình đào được mấy củ rồi. Và đây, đây là thành quả của mình đây. Mình đào được cái mống này rất là nhiều củ đây. Ôi, nhục thung dung, củ trâu, hay còn gọi là cây nhục thung dung, củ trâu, cây ngũ gia bì gai. Các bạn về cạo sạch vỏ này, có thể phơi khô, cho nó sắc cái nước uống hàng ngày thì nó cải thiện cho chúng ta bổ thận tráng dương, giúp phái mạnh có cái sinh lý mạnh, còn là phái nữ thì có cái da dẻ hồng hào. Chúng ta cũng có thể kết hợp với cái rễ của cái cây hoàng kỳ hay cây vú bỏ ấy. Đây rễ của cây hoàng kỳ đây, ta ngâm rượu, ta cũng đã rửa sạch, phơi khô xong rồi ta ngâm tiểu để dùng, giúp chúng ta bổ thận đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.